Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fushia và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì hôm qua em có giới thiệu một căn nhà 2015, nhà lầu, giá rất là tốt luôn. Thì cũng có rất là nhiều anh chị gọi vào. Thì như em chia sẻ đó, ngày nào em cũng kiếm tìm những căn nhà good deal, những căn nhà đẹp chia sẻ với tất cả các anh chị. Thì cái căn nhà đó giá cả rất là tốt và thật sự là Hà đã chọn luôn offer từ tối hôm qua rồi. Không biết ở tiểu bang của tất cả các anh chị như thế nào, nhưng mà ở Texas đó, những căn nhà mà giá cả hợp lý tốt thì rất là nhiều người mua. Thì cái căn nhà hôm qua đó em giới thiệu có hơn 20 cái offer luôn. Tại vì giá rất là tốt mà nên em đi chia sẻ ngay. Thì nếu mà anh chị em đang kiếm tìm nhà thì ngày nào cũng lên coi video của em nha. Tại vì nhà đẹp, nhà giá cả tốt thì em hay chia sẻ trên cái video. Hôm nay thì em giới thiệu với anh chị nhà của hãng Colina Home ở tại thành phố Katy, trong cái khu là Santerra. Thì cái khu này xây rất là lớn và họ xây tới hơn 7.000 căn nhà trong này. Có hồ bơi này, công viên đi bộ, rồi có cái biển cát trắng, có Lazy River, có rất là nhiều amenity ở đây. Thì ở đây có rất là nhiều hãng nhà, nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả các anh chị là hai mẫu nhà của hãng Colina Home. Em thấy giá cả rất là hợp lý nên em chia sẻ hãng này. Thì cái căn nhà mà em chuẩn bị giới thiệu với anh chị là hơn 2.500 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 3 xe gara. Thì nếu mà mình xây một căn nhà giống như vậy, cái giá là 430.000. Tùy theo mà mình upgrade, nếu mà upgrade ít thì 420 cũng được, còn nếu mà mình upgrade nhiều thì 440. Nhưng mà giá trung bình nếu mà sau khi upgrade thì cỡ tầm 430. Thì em sẽ giới thiệu hai căn nhà, một mẫu thì hơn 2.500 square feet và một mẫu thì gần là 1.800 square feet. Thì anh chị hãy đón xem video của em nha. Đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em. Ở xung quanh đây thì còn rất là nhiều đất để mà chọn xây ha. Thì hôm nay á, em sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà của hãng Colina Home. Cái căn này là đã bán rồi, nhưng mà em muốn cho anh chị coi cái mẫu á, để nếu mà anh chị em nào mà thích một căn nhà giống như thế này thì mình có thể xây. Cái căn nhà này đó là hơn 2.500 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 3 xe gara luôn. Thì cái căn này á, cái giá nếu mà mình xây, mình upgrade ít á, thì cỡ tầm 430.000, tùy theo mình upgrade nhiều ít. Nhưng mà ở bên trong rất là đẹp nên em muốn chia sẻ với tất cả các anh chị. Thì bây giờ mình vào trong mình xem ha. Đó, mặt tiền ở trước rất là sang ha, 3 xe gara luôn. Thì mình có thể đậu xe hai chỗ một bên, còn bên này thì mình để cái toolbox hay là xe đạp, thùng rác gì đó. Ở trước thì họ chưa có làm xong. Và cái căn nhà này thì đã bán rồi. Mình chỉ coi cái bên trong cái kiểu như thế nào, nếu mà mình thích đó, thì mình xây một căn giống vậy ha. Đó, đây là phía trước nè. Cái đường đi vào rất là cao luôn. Thì căn nhà này thì họ chọn sàn nhà là bằng gạch. Đó, gạch da gỗ. Mở cửa bước vô đó. Thì cái cửa này là họ đang xây dựng, họ để cái cửa này thôi chứ mai mốt là cái cửa rất là đẹp. Đó, mở cửa bước vô thì mình có một cái tray ceiling ở trên này ha. Rồi một cái ceiling kiểu như thế này nữa. Đó, rất là lạ luôn. Hồi giờ là chắc anh chị em chưa thấy cái kiểu này em giới thiệu. Đó, rồi mình mở cửa đó, mình đi vào thì bên tay phải của Vi có hai phòng ngủ. Một phòng ở trước đây. Đó, một phòng ha. Rồi có cái closet này. Ở trong phòng thì Vi thấy trần nhà cũng rất là cao ráo luôn. Đó. Rồi ở đây á là cái nhà tắm. Khi mà mình xây một căn nhà đó, mình có thể chọn cái countertop theo ý của mình. Rồi tủ màu gì thì mình muốn chọn, màu gì mình chọn. Rồi bên đây là một phòng nữa. Là mình có được hai phòng rồi ha. Đó, phòng nào phòng nấy cũng rất là rộng rãi chứ không có nhỏ đâu. Bỏ được giường queen size thì thoải mái luôn. Đó, cửa bước vào trần nhà rất là cao. Mình có hai phòng với một phòng tắm rồi. Mình đi xuống dưới đây. Qua phía bên trái á, ngay đây là mình có cái phòng giặt sấy.
Đó. Rồi cái cửa này á là cái cửa đi ra gara nè. Đó, ba xe gara luôn. Mình có thể đậu xe một bên hai chiếc, rồi bên này thì mình để thùng rác này nè. Rồi hạ gắn cho mình cái tanklet water heater. Đó. Gara rất là rộng ha. Nhà này hiện tại chưa có điện nên nó nhìn hơi tối, nhưng mà đây là cái ánh sáng tự nhiên của căn nhà. Đó. Mình đi qua đây thì mình có cái nhà tắm nè. Cái này là cái tắm đứng. Cái phòng này có cái nhà tắm riêng bên này thì rất là tiện luôn, để cho mà khách hay là ba mẹ đó có thể sử dụng cái phòng này. Và cái phòng này thì bỏ giường king size hay queen size thì rất là thoải mái, rất là rộng. Đó. Rồi mình có được 3 phòng ngủ rồi ha. Rồi mình đi tiếp xuống dưới đây. Nè, chỗ này thì họ làm cái vòng tròn rất là sang. Đó. Và đây thì mình có ngay chỗ này á là cái office. Đó, cái phòng office hay là cái phòng mà study hay game room hay là cái phòng mà coi tivi, mình muốn làm gì cũng được. Nhưng mà cái phòng này thì có 3 cái cửa sổ rất là sáng sủa. Đó. Rồi mình nhìn lại phía trước này. Cái cửa trước bước vào rất là rộng rãi ha. Rồi, mình đi qua đây. Thì mình có cái phòng khách. Đó, cái nhà này thì họ upgrade cả cái lò sưởi. Còn nếu mà anh chị em không thích lò sưởi đó thì ngay chỗ đó sẽ là một cái cửa sổ giống như này nè. Là sẽ có 4 cái cửa sổ ha. Thì hiện tại chỉ có 3 cái với một cái lò sưởi thôi. Đó, cái phòng khách thì cũng rất là rộng. Rồi bên đây á là mình có cái nhà bếp nè. Rồi cái chỗ bên kia là cái để cái bàn ăn. Rất là nhiều cửa sổ, sáng sủa. Và đặc biệt cái bếp này á thì rất là phù hợp cho anh chị em nào mà phong thủy. Thì cái lò nấu là bên đây nè. Cái lò. Rồi cái rửa chén ở đây. Rồi chỗ này là cái tủ lạnh. Rồi mình có thể để được mấy cái ghế ở đây mình ngồi luôn. Đó. Cái mẫu này em thấy rất là đẹp nên em chia sẻ. Tại vì hãng Colina có rất là nhiều mẫu, nhưng mà không phải mẫu nào mà mình nhìn thấy cũng thích. Đó. Một sinh. Rồi cái mặt đá này thì mình có thể chọn. Khi mà mình xây một căn nhà mình có thể chọn theo ý của mình. Rồi chỗ này là cái pantry ở đây. Chỗ này là cái là nấu, rồi cái microwave. Đó, nấu bên đó. Rồi rửa chén bên này nè. Là mình nhìn thấy được cái phòng khách. Rất là rộng ha. Trần cao nữa. Rồi bên đây á là cái chỗ cái phòng ăn. Đó. Rồi mình đi qua coi xem cái master nha. Đó, phòng khách này rất là thoáng luôn. Nếu anh chị em thích nhà trệt mà trần cao thì cái căn này em thấy rất là tốt. Rồi mình đi qua đây á, là cái phòng master. Đó, phòng master cũng rộng ha. 3 cái cửa sổ. Rồi trong đây là có tấm nằm với tấm đứng. Đó. Rồi bên đây thì mình có 2 cái sinh. Ở trên họ cũng làm cái tray ceiling ở trên nè. Đó. Rồi chỗ này thì mình có thể bỏ cái ghế mình ngồi trang điểm ở đây. Và cái chỗ này á là cái walk-in closet rất là rộng ha. Đó, rất là lớn luôn. Rồi mình có bên này là cái toilet ở đây. Rồi chỗ này là cái chỗ bỏ đồ cũng rất là rộng luôn. Đó.
đây là cái phòng khách nè, rất là sáng sủa ha, trần lại cao nữa, rất là đẹp. Rồi mình đi xem cái sân sau, nhà này có cái patio cũng rất là cao đó, cái patio ở phía sau nè, bốn mặt gạch luôn nha. Rất là đẹp, rất là sáng sủa ha. Và cái căn nhà thứ hai em muốn giới thiệu với tất cả các anh chị á, là nằm ngay cái cul-de-sac. Cái nhà này thì nhà trệt 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm thôi, gần 1.800 square feet mà cái miếng đất rất là rộng, cái miếng đất tới hơn 11.000 square feet lot. Thì bây giờ mình hãy cùng khám phá cái căn nhà này nha. Cái căn nhà này có giá là 349.000, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Như Vi chia sẻ là cái căn nhà Vi chuẩn bị giới thiệu anh chị em á, là nằm ngay cái cul-de-sac. Thì cái trong cái khúc này rất là yên tĩnh và cũng có rất là nhiều người dọn vào ở rồi ha. Đó, đây là nhà hàng xóm nè. Rồi bên đây thì còn miếng đất chưa xây. Căn này thì cũng có người dọn vào ở rồi. Và cái căn mà Vi chuẩn bị giới thiệu với anh chị là nằm ngay đây. Cái miếng đất rất là rộng luôn. Đó, căn này là đang available của hãng Colina Home ha. Bên đây thì chưa ai xây hết. Đó, căn nhà này là 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và gần 1.800 square feet, cái giá là 349.000. Nhưng mà nếu anh chị thích cái mẫu này, mình xây trên một miếng đất nhỏ hơn thì cái giá mình nó rẻ hơn. Nhưng mà cái căn này á, thì tại vì miếng đất rất là lớn nên cái giá nó gần tới 350. Đây là ở phía trước nè. Đó, rồi từ đây mình đứng mình nhìn ra đó là như thế này ha, là cái đường xe đi á, không có đi thẳng vô nhà mình nên anh chị em yên tâm. Cái cửa trước mình nhìn ra là như thế này nè, đó. Rồi đây, nhà xây thì ba mặt gạch hết luôn nha, ở bên hông nè, rất là rộng. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ cái miếng đất bên hông cho anh chị em xem luôn. Đó, mình mở cửa bước vô thì cái sàn nhà là bằng vinyl. Căn này là đang bán luôn, anh chị em nào mà muốn mua để ở hay là đầu tư gì đó thì được luôn. Bước vô phía bên trái của mình là cái chỗ giặt sấy ngay đây đó. Rồi mình đi xuống một xíu nữa. Chỗ này của mình là cái gara nè. Đó, gara này thì họ có cái máy nước nóng là bên đây. Đó, máy nước nóng để ở dưới luôn nha, rất là tiện. Và họ để thêm gạch cho mình đó, nếu mà mai mốt mình cần sửa chữa gì đó thì mình đều có thể làm được luôn. Đó, gara. Want to show something? Oh, a full bath in here. Yes, it's 3 bedrooms, 3 full baths. Đó, cái phòng này là có luôn cái nhà tắm luôn. Thì không có cần giành giật nha. Đó, mỗi người có một nhà tắm. Yeah. Or an adult child. Tại nhà là bằng vinyl. Đó, cái cửa sổ bên này rất là sáng. It's nice. Rồi bên đây là cái closet. Đó, rồi mình đi qua đây, mình có một cái phòng ngủ nữa. Cái phòng ngủ này á thì có cái closet ở đây. Đó, cái phòng này thì có đi được hai cửa, có thể đi từ cửa bên ngoài với lại cửa từ cái phòng này luôn. Đó, cái phòng này là cái nhà tắm nè, có hai cửa để đi từ cái phòng ngủ hoặc là ở bên ngoài ai tới chơi á có thể sử dụng được. Đó, sàn nhà thì bằng vinyl. Rồi chỗ này là chỗ bỏ đồ. Đây, hồi nãy bên đây là một phòng ha, rồi cái kia cái cửa trước kìa,
rồi cái gara, rồi một phòng ngủ nữa. Đó, rồi mình đi xuống dưới đây là cái bếp nè. Đó, rất là rộng luôn. Cô này đang cho coi cái sân nè, cái sân siêu rộng. Đó, đây là cái phòng phòng family room. Đó, cửa sổ mới bây giờ là mở như thế này nè, mình có thể clean. Và cái sân rất là rộng luôn, cũ muốn cho coi cái sân đó. Thì tí nữa mình coi sau nha. Đây, mình đứng đây. Đó, cái phòng gia đình ngay đây. Rồi đây là cái bếp này. Cái bếp này á, thì như em chia sẻ đó, hãng Colina Home họ có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Mình muốn bếp đối diện cũng được, hay là bếp như thế này cũng được luôn. Đó, thì cái là nấu bên đây, rồi cái chỗ rửa chén bên kia, chỗ này bỏ được ghế. And then also we can build a lot of two stories in the other product line where the front door does not face the back door, as well as we can look out for other things depending on detail oriented your plans are. Yeah. We can make sure everything from no gables, fireplace, chimneys, in front of the home. We can look at the numbers, make sure we have good luck. We can make sure lots are not smaller in the back or square or wider in the back. All these things are very common with what we call feng shui, and I'm familiar with it, and I can help you out if you're interested. Thank you so much. Thank you. Đó, cô này bán nhà mà cổ còn biết luôn là cái là với lại cái ấy còn đối diện hay là cửa trước cửa sau luôn đó. Thì em như em chia sẻ đó, cái hãng này có rất là nhiều mẫu, mình có thể tha hồ mình chọn cái mẫu mà không có đối diện cái bếp nè, rồi không đối diện cửa trước cửa sau, hay là màu sắc thì mình có thể chọn theo ý mình luôn. Đó. Thì anh chị em nào mà muốn xây một căn nhà giá cả hợp lý thì cái hãng này em thấy rất là được. Đó, đây là cái phòng master nè, rất là rộng luôn. Đó. Phòng master. Rồi bên đây có tấm đứng với tấm nằm. Rồi cũng được hai cái sân luôn. Ơ, chỉ một cái sân thôi. Đó, master thì chỉ một sân. Rồi ở đây thì là cái toilet. So some plans will only have a shower, some will have a separate tub of shower. That is not an upgrade, that's just how we build our rooms. Okay. Wands are included as well. Okay, good to know. Cabinets are included. We do all your energy efficiency things, we participate in all the energy efficiency programs, as well as actually our warranty. The 1 year is 2 years with us. Like oh, 2 years? Like it is with Perry Homes. Oh, wow. So we do 10 to 2, not that's 10 good. To 1. Wow, bảo hành là 2 năm luôn nha. Giống như hãng Perry Home vậy đó. That's good. And our foundations go to 3,000 PSI like Perry, not 2,500. Oh. I'll open it for you because they came today. Yeah, I got it. Very good. Đó, ở phía sau nè. Nhà này là ba mặt gạch. Có luôn cái gas light ở đây luôn. Nếu mà anh chị em là muốn làm cái là nấu ở ngoài đó thì được luôn. Và đây là cái sân này siêu rộng nha. Đó, ở phía sau là không có hàng xóm và cái đường này là đường nhỏ thôi nên không có ồn. Đường này vừa hít thôi. Đó. Cái sân rất là rộng luôn. Hơn 11.000 square feet. Và bảo hành rất là tốt. Cô này cũng nói bảo hành á, là 2 năm từ trong ra ngoài luôn. Nhà thì có màn cửa sẵn sàng. Đó. Cái mẫu này thì nếu anh chị em nào thích căn này á, là 349. Nhưng mà xây nhỏ hơn, đất nhỏ hơn đó, thì cỡ tầm 340. Căn giống như thế này, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Ở đây có rất là nhiều builder luôn. Thì nếu anh chị muốn kiếm một cái hãng nhà mà xây giá cả hợp lý thì cũng có, mà trung bình cũng có, hoặc là mắc tiền sang trọng cũng có luôn. Đó, có rất là nhiều builder trong cái khu này. Thì nếu mà anh chị em muốn kiếm một căn nhà ở tại thành phố Katy mà giá từ 300.000 trở lên đó, thì khu này có rất là nhiều mẫu nhà luôn, mình có thể tha hồ lựa.
trò chơi cho các em nhỏ. Rồi nếu mà anh chị em nào mà thích nhà ở trên hồ, có cái view hồ